Cây cam thảo đất hay còn có tên gọi khác là cam thảo nam hoặc thổ cam thảo. Cam thảo đất là loại cây có vị đắng, ngọt và tính mát. Đã từ lâu, cây cam thảo đất đã được dân gian xem là vị thuốc nam rất quý. Và với công dụng hiệu quả lành tính của loại thảo dược này, đã được ứng dụng làm thuốc rộng rãi trong y học dân tộc hàng ngàn năm qua. Toàn thân cây cam thảo đất đều được ứng dụng để làm dược liệu. Sau khi thu hái, đem rửa sạch, phơi khô và bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, tránh những nơi ẩm hay có mối mọt. Về công dụng, theo y học hiện đại, do có chứa chất amelin nên có tác dụng làm giảm đường trong máu, hỗ trợ ổn định đường huyết. Hơn nữa, chất amelin còn giúp cơ thể hòa tan chất xơ rất nhanh, thúc đẩy tiêu hóa protein dễ dàng và mau lành vết thương. Về thành phần hóa học, toàn thân cây cam thảo đất có chứa các thành phần như alkaloid, tannin, flavonoid, axit hữu cơ. Thân cây có chứa một số chất dầu với các thành phần như mannitol, glucose. Trong alkaloid có chứa một lượng nhỏ là chất morphine, có tác dụng giúp giảm đau, hạ huyết áp, ức chế và tiêu diệt vi khuẩn. Ngoài ra, trong vị thuốc còn có chứa tinh dầu làm manion, có công dụng bổ phế, lợi tiểu, thanh nhiệt và giải độc. Theo y học cổ truyền, cây cam thảo đất có vị ngọt, đắng, tính mát, quy vào kinh tỳ, vị, phế, can, có tác dụng giúp thanh nhiệt, mát gan, giải độc cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, thúc đẩy tiêu hóa, đặc biệt là protein. Cây cam thảo đất là một vị thuốc nam có tác dụng ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường, chữa trị viêm họng, ho, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và nhiều công dụng khác. Sau đây là một số tác dụng cũng như bài thuốc từ cây cam thảo đất. Cam thảo đất có tác dụng chữa bệnh cảm cúm. Ta cần chuẩn bị 30g cam thảo đất, 9g bạc hà, 9g rau diếp cá. Tất cả các dược liệu trên đem rửa sạch và sắc nước để uống. Ngoài ra, người dùng cũng có thể kết hợp cam thảo đất với cỏ chanh, mạng kinh, kim ngân, rau má, rau kinh giới, xài hồ nam để tăng tính dược liệu của bài thuốc. Cam thảo đất có tác dụng chữa lị trực trùng. Đối với trường hợp này, người bệnh sử dụng 30g cam thảo đất kết hợp với lá rau muống, rau má, địa liền. Tất cả các dược liệu đem rửa sạch và sắc thuốc để uống, dùng uống trong ngày và thực hiện bài thuốc liên tục một tháng sẽ thấy bệnh được cải thiện. Cam thảo đất có tác dụng điều trị mụn nhọt sưng đau. Ta sử dụng cam thảo đất, cây xài đất, kim ngân hoa mỗi vị 20g. Tất cả các dược liệu đem rửa sạch và sắc thuốc để uống, mỗi ngày dùng một thang. Cam thảo đất hay còn gọi là cam thảo nam có tác dụng điều trị sốt phát ban. Đối với căn bệnh này, ta sử dụng cây thuốc nam cam thảo đất loại khô để góp phần tăng dược tính. Ta sử dụng cam thảo đất kết hợp với cỏ nhỏ nòi, xài đất mỗi vị 15g, 12g cây chắc bá và 20g củ sắn dây. Tất cả các nguyên liệu trên đem rửa sạch và sắc thuốc để uống, mỗi ngày dùng một thang. Cam thảo đất có tác dụng chữa viêm họng hạt. Các bạn thân mến, cây cam thảo đất từ xa xưa còn được biết đến là thần dược đối với những bệnh nhân đang bị viêm họng hạt. Bài thuốc điều trị viêm họng hạt từ cây cam thảo đất cũng tương đối đơn giản. Ta cần chuẩn bị 30g cam thảo đất kết hợp với 15g bạc hà, 20g rau diếp cá. Tất cả các dược liệu trên đem rửa sạch, giã nhuyễn, vắt lấy nước và có thể thêm một chút muối để tăng thêm hiệu quả. Mỗi ngày, người bệnh có thể uống khoảng 3-4 lần sẽ có tác dụng giúp kháng viêm, tiêu đờm và giảm mủ rất nhanh chóng. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể lấy nước thuốc súc miệng mỗi sáng và khạc mạnh để thông đờm. Cam thảo đất, cam thảo nam có tác dụng chữa chứng ho hen, ung thư phổi. Để điều trị căn bệnh này, ta chỉ cần sử dụng một phương pháp rất đơn giản từ cây cam thảo đất. Đó là ta cần chuẩn bị 60g cam thảo đất ở dạng khô, đem sắc nước để uống, mỗi ngày dùng 2 lần cho buổi sáng và buổi chiều. Ngoài ra cũng có thể kết hợp thêm cây thúc dồi hay còn gọi là cây bỏ mắm để tăng hiệu quả điều trị ho lao. Và lưu ý, cây cam thảo đất chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị phần nào, và để điều trị dứt điểm ung thư phổi, bệnh nhân cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ,
và thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học hợp lý. Cam thảo đất có tác dụng chữa chứng nóng gan. Ta cần chuẩn bị 20g cam thảo đất kết hợp với cà gai leo, diệp hạ châu, hoa artichoke. Tất cả các dược liệu trên đem hãm với nước sôi và uống như nước trà hàng ngày. Cam thảo đất có tác dụng phòng ngừa biến chứng của bệnh tiểu đường. Cây cam thảo đất có thể phòng tránh được các biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra như mệt mỏi, hoa mắt, đau đầu, suy giảm đề kháng. Ta sử dụng 10g cam thảo đất kết hợp với 10g diệp hạ châu, đem rửa sạch và sắc thuốc để uống, dùng uống mỗi ngày một thang. Cam thảo nam có tác dụng chữa bệnh lỵ. Ta sử dụng 15g cam thảo nam kết hợp với 15g lá mơ long, 20g cỏ xeo gà. Tất cả các dược liệu trên đem rửa sạch và sắc thành thuốc để uống, mỗi ngày uống một thang. Và lưu ý uống sau bữa ăn, tuyệt đối không nên uống vào buổi tối vì các dược liệu có thể gây ra mất ngủ. Cam thảo đất có tác dụng làm giảm đau, viêm họng mãn tính. Ta sử dụng bài thuốc từ cam thảo đất hàng ngày sẽ có tác dụng giảm đau do viêm họng và cách thực hiện như sau. Dùng một khoảng nắm cam thảo đất loại tươi, đem rửa sạch, giã nát cùng một ít muối, sau đó sắc thành thuốc và dùng uống hàng ngày sẽ có tác dụng giảm đau viêm họng mãn tính. Cam thảo đất có tác dụng chữa trị mụn rợp, bệnh eczema. Ta sử dụng một lượng vừa đủ cam thảo đất loại tươi, đem rửa sạch, sau đó giã nát và dùng đắp bên ngoài da, có tác dụng ngăn ngừa viêm nhiễm. Cam thảo đất có tác dụng giải độc bia rượu. Ta sử dụng cam thảo đất 30g, kết hợp với 30g cà gai leo, diệp hạ châu 50g, 30g cây kim tiền thảo. Tất cả các dược liệu trên đem rửa sạch và sắc nước uống hàng ngày, có tác dụng giúp giải độc cơ thể, làm mát gan và thận. Các bạn thân mến, dược liệu cam thảo đất hay còn gọi là cam thảo nam có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Tuy nhiên, người bệnh cần cân nhắc sử dụng nếu trước đó đã có một số phản ứng phụ với thảo dược. Một số trường hợp ghi nhận nguồn bệnh sử dụng loại cam thảo đất với số lượng quá lớn, liên tục và có hiện tượng phù nề. Liều dùng quy định không dùng quá 50g cam thảo đất mỗi ngày và tốt nhất chúng ta nên dùng thuốc trong khoảng 3-5 ngày, sau đó nghỉ một ngày và sử dụng tiếp. Cam thảo đất là thảo dược có tác dụng điều trị ho, cảm cúm, sốt, giảm nhẹ các triệu chứng tiểu đường và nhiều bệnh lý khác. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn thì bệnh nhân cần tham vấn ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước khi sử dụng loại dược liệu này. Trên đây là một số thông tin mang tính chất tham khảo về những công dụng tác dụng cũng như bài thuốc chữa bệnh từ cây cam thảo đất hay còn gọi là cam thảo nam, thổ cam thảo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.